Con đó chỉ giỏi khoa trương mà thôi. Ta nghe cha con nói, người tài giỏi trong triều ca rất nhiều, muốn đánh bại họ hãy còn sớm lắm. Nhưng vì công tử võ công thâm hậu, hôm đó đánh nhau với yêu quái thật là anh dũng. Nhưng lúc nào cũng giải quyết bằng binh đao cũng không phải là cách hay. Phát Nhi à, đã có cô nương nào lọt vào mắt con chưa? Nói cho mẹ nghe đi. Mẹ, con đã nói với cha rồi, việc quan trọng nhất hiện nay là triều ca. Ngoài ra con cũng không nghĩ việc gì khác. Không hay rồi, không hay rồi. Việc này không hay rồi. Tiểu đệ, Lô Nhi, có chuyện gì mà quảng hốt vậy? Trong phủ mà kêu ca ầm ĩ lên thế. Nhị ca, mẹ, kệ phong lâu của con bị lấy trộm rồi. Sao lại như thế? Đệ có phép thuật, hơn nữa cũng không có ai vào phòng đệ cơ mà. Đúng thế, ban nãy ta cùng Miêu Miêu còn đi qua phòng con mà. Còn nhìn vào trong, ta thấy con đang nằm nghỉ, nên không muốn làm phiền con mà đi thẳng. Hơn nữa, kệ phong lôi lớn như vậy, sao có thể biến mất vô duyên vô cớ chứ? Đồ chứng tử, kệ phong lâu của ta sao lại ở trong tay ngươi? Đương nhiên ta lấy từ tay ngươi rồi. Vô lại, trả lại cho ta. Đây là yêu thuật gì? Con nghĩ đây chắc chắn là thuật độn thổ. Hắn ta có lẽ là người không phải yêu. Không tin được là tên lùng này lại biết độn thổ. Con nghĩ gậy phong lôi chắc chắn bị cướp từ tay thằng bé này. Xem ra tên lùng đó đi mất rồi. Không quay lại nữa. Mẹ cẩn thận. Lại đây, chịu chết đi. Mọi người yên tâm, hắn đã bị thương, nhất định đã biến đi rồi. Cái người có thể độn thổ đó sẽ không quay lại thật sao? Mẹ, hắn ta bị thương rồi, con nghĩ sẽ không quay lại đâu. Nhưng con nghĩ người này có lẽ định nhắm vào Tây Kỳ chúng ta. Nếu không thì đã không lấy trộm kệ phong lôi của tiểu đệ. Đệ cũng nghĩ vậy. Nhưng nhìn ca yên tâm, đệ đã đánh hắn bị thương rồi, hắn không chạy được xa đâu. Nhất định đệ sẽ lôi được hắn về. Lo Nhi, cẩn thận nha con. Không ngờ tên Lô chứng tử này lợi hại như vậy. Ta đã độn thổ ở dưới, vậy mà hắn vẫn làm ta bị thương. Hơn nữa còn bị trọng thương như vậy. Ta phải tìm nơi trị thương trước đã. Có ai không? Có ai không? Có. Ngọc Khánh, đại tỷ nói sau khi thấy mùi quay trở về, đại tỷ nói chúng ta có thể lợi dụng tên Thổ Hành Tôn này. Công báo Thổ Hành Tôn đi lâu lắm rồi, sao vẫn chưa thấy tung tích của hắn vậy? Ta cũng không biết nữa. Mùi nghĩ nhất định hắn đã bị bại lộ và bị Khương Tử Nha bắt rồi. Ngọc Khánh, mùi nói vậy là có ý gì? Hắn thất bại thì có lợi cho chúng ta, chẳng có lợi gì hết. Chẳng qua thấy mùi rất là chướng mắt, hắn cứ quấn lấy nhị tỷ như vậy. Chỉ là mụ thấy thương nhị tỷ, còn phải nịnh nọt hắn ta nữa. Có sao đâu Ngọc Khánh, vì mục đích lớn lao mà. Hơn nữa chúng ta phải hoàn thành càng sớm càng tốt nhiệm vụ mà đại tỷ đã giao cho. Nhưng mà đợi đã, có người đến. Kỳ lạ, tên lùng này có thể đem gậy lôi phong của ta đi đâu chứ? Ta đã đuổi đến đây rồi mà vẫn không thấy tung tích của hắn. Thì ra lại là ba con yêu quái này. Ai là yêu quái? Ta là người.
Đúng vậy. Công báo, vừa rồi nghe Lôi Chấn Tử nói gậy Lôi Phong của hắn bị lấy mất rồi, không phải là Thủ Hành Tôn đã lấy chứ? Nói xem, tên lùng đó có phải cùng ruột với các người không? Xem ra Thủ Hành Tôn đúng là lấy được gậy Lôi Phong đi rồi. Lôi Chấn Tử, giờ ngươi không còn gậy Lôi Phong nữa, ngươi nghĩ bọn ta còn sợ ngươi sao? Đúng thế, hôm nay bọn ta phải tính sổ với ngươi. Chết rồi, không có gậy Lôi Phong, mình khó mà dùng tay đối phó với bọn chúng. Ai thế? Công tử tỉnh rồi à? Gọi tôi là Mai Cô được rồi. Là cô đã cứu tôi sao? Vừa nãy công tử nằm trước cửa nhà tôi, chảy rất nhiều máu, nên tôi đỡ công tử vào trong. Công tử bị thương rất nặng, mau uống thuốc đi. Thuốc trên người ta cũng là cô đắp hả? Cha tôi từng là đại phu, nên tôi cũng biết một chút về y thuật. Vậy cha cô đâu? 2 năm trước cha tôi qua đời rồi. Giờ trong nhà chỉ còn mình tôi thôi. Không nói chuyện này nữa, công tử mau uống thuốc đi. Uống xong thì nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhất định sức khỏe sẽ hồi phục. Cảm ơn nhé. Đúng rồi, Michael, cô nương, cô có thấy gậy phong lôi của tôi đâu không? Ý công tử là cây gậy mà công tử mang theo à? Đúng đúng, ở phía kia, để tôi đi lấy. May mà chưa mất. Kỳ lạ, rõ ràng tôi để ở đây cơ mà. Cô nương, tôi lấy rồi nè. Cô nương, mắt cô không nhìn thấy gì sao? Tôi bị mù từ nhỏ. Ra là vậy, xin lỗi. Gậy phong lôi tôi đã lấy rồi nè. Cô ngồi xuống đi, để tôi dìu cô. Không sao đâu, tôi không nhìn thấy, nhưng đây là nhà tôi quen rồi. Công tử đang bị thương, mau nằm xuống đi. Nào, vậy cô cũng ngồi đi. Công tử, tôi nên xưng hô thế nào với công tử đây? Tôi họ Tôn, tôi giỏi nhất là thuật độn thổ, nên sư phụ gọi tôi là Tôn Hành Thổ. Thì ra là Tôn công tử. Chắc công tử đói rồi, tôi đã nấu cháo ở bên ngoài, để tôi đi xem đã chín chưa. Giờ ta đã bị trọng thương, may mà có Mai cô nương cứu ta, lại còn tinh thông y thuật. Chỉ bằng tạm thời ta cứ ở lại đây, đợi khi nào vết thương hồi phục. Đa tạ sư phụ chỉ giáo. Thiên thư, sao lại như vậy? Ừ.
Công báo, đừng đuổi nữa. Muốn giết hắn vẫn còn nhiều cơ hội mà. Ngọc Khánh bị thương rồi, mau xem sao. Ngọc Khánh, Ngọc Khánh à. Lô Chấn Tử, khi nãy đang luyện thiên thư bỗng dưng bay dục đi. Ta băn khoăn không biết rốt cuộc có chuyện gì. Thì ra là nó đưa con về đây. Không bị thương chứ? Vâng, là bọn thân công báo đến con bị thương. Thân công báo à? Hơn nữa con nghi ngờ kẻ lấy trộm gậy phong lôi của con nhất định là đồng bọn của chúng. Gậy lôi phong mất rồi à? Thế này đi, để ta giúp con trị thương đã. Đi thôi. Cẩn thận chút. Cái gì? Ngọc Khánh bị thiên thư làm bị thương à? Dân, không ngờ Cương Tử Nha có thể vận dụng thiên thư theo ý mình, khiến thiên thư tự do bay lượn. Nếu đó là sự thật thì rất nguy hiểm cho chúng ta. Đại tỷ, Ngọc Khánh bị thương rất nặng. Hai người yên tâm, ta đã dùng đá nữ oa cứu mạng mùi ấy. Mùi ấy chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe ngay. Thanh Thanh, lát nữa mùi hãy đưa Ngọc Khánh về cổ mộ hiên viên của chúng ta để trị thương. Đại tỷ, không ngờ tỷ bây giờ có thể sử dụng thuần phục đá nữ oa như vậy. Đúng vậy, có điều không biết đá nữ oa có thể đối phó với thiên thư của Khương Tử Nha hay không. Đương nhiên là được. Đá nữ oa là bảo bối, nữ oa nương nương luyện để giá trời, tuyệt đối có thể đối phó với tên Khương Tử Nha đó. Nhưng pháp lực của chúng ta cần phải mạnh hơn nữa. Đại tỷ, vậy chúng ta phải làm thế nào? 100 năm trước, ta từng đi qua núi Quang Minh, trông thấy một cây nhân sâm ngàn năm biến thành hình người. Cái gì? Nhân sâm biến thành hình người ư? Ý của tỷ là muốn bọn đại đi tìm cái nhân sâm đó hả? Nếu có được cái nhân sâm ngàn năm đó, sau khi ăn vào, công lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Được, đại tỷ, để biết định núi Quang Minh này, để đệ đi một chuyến xem sao. Nương nương, nương nương à. Thanh Thanh, có chuyện gì? Nương nương, đại dương cho Trường Quốc Sư nó có chuyện cần bàn bạc. Đại dương đã tìm quốc sư được có việc, vậy ta không tiện quốc sư nữa. Các ngươi lui hết đi. Dân, đại tỷ, nếu công báo đi không được, chỉ bằng để muội đi thay cho. Ta còn nhiệm vụ khác cho muội. Còn chuyện tìm cái nhân sâm để tiểu yêu trong cổ mộ hiên viên đi là được rồi. Tham kiến đại tỷ. Không biết đại tỷ gọi chúng đệ có việc gì muốn dặn dò. Trên núi Quang Minh có một cây nhân sâm ngàn năm có thể biến thành hình người. Các người đều là cây cỏ tu luyện mà thành, chắc chắn hiểu rõ tập tính, nên ta lệnh cho hai người đem cây nhân sâm đó về đây. Tuân lệnh. Nhớ kỹ, dù có tìm được hay không cũng phải quay về bẩm báo. Thưa dân, đi đi. Đại tỷ, bọn họ đi tìm nhân sâm rồi, vậy còn nhiệm vụ giao cho muội thì sao à? Ta lo con mau tinh kia đã liên thủ với Khương Tử Nha, còn cả Cao Hòa nữa. Nếu hắn quay lại tìm Ngạc Thuận để Tây Kỳ và Nam Bá Hầu liên thủ, thì sẽ là đại nguy đối với triều ca chúng ta. Sợ gì chứ, giết chết hắn là được rồi. Công lực con mau tinh rất lợi hại, e rằng muội không phải đối thủ của nó đâu. Đúng vậy, như vậy ta giao đá nữ oa cho muội. Nhớ kỹ, phải sử dụng thật khôn khéo. Làm xong việc lập tức quay về. Đại tỷ, tỷ yên tâm, muội không để tỷ thất vọng đâu. Công báo, chúng ta đi thôi. Ta đi đây. Cúng con, lại đây.
cúng con. Hy vọng hôm nay sẽ săn được con thú lớn một chút. Tới lúc đó mày sẽ được ăn một bữa no nê. Sao lại có ánh sáng vụt qua? Lại đây xem sao. Kỳ lạ, rõ ràng có luồng sáng vụt qua, sao tới đây lại không thấy nữa? Chẳng lẽ mình qua mắt? Các người là ai? Tên người phàm này, vừa nãy ngươi nói ở đây có cái gì đó nhỉ? Ban nãy ta nhìn thấy một luồng sáng vụt qua. Luồng sáng ư? Đại Hồ, để nói xem ánh sáng mà hắn nói đến là ở đâu. Sao ta chỉ nhìn thấy một miếng thịt lớn đang lấp lánh trước mắt ta vậy? Xem ra còn rất rắn chắc nữa. Ăn thịt hắn đi. Xem ra không tồi đâu. Hai tên yêu quá các ngươi đừng nói linh tinh. Cho các ngươi biết, tốt nhất là các ngươi nên ở trong núi mà tu luyện đi. Chẳng lẽ không biết tu hành là rất khó sao? Tu hành à? Tên thợ săn này xem ra cũng có học đấy nhỉ. To gan thật, còn dám lên mặt giáo huấn chúng ta nữa. Đúng vậy, đúng là chưa biết sự thật lợi hại của ta. Hay là thử xem sao? Chịu chết đi. Không được đánh chó của ta. Đúng là chưa chết, chưa biết sợ. Hôm nay cho ngươi thấy sự lợi hại của vị yêu cổ mộ hiên viên. Con chó chết tiệt, ta đánh chết ngươi, cúng con. Cái này, con chó rơi xuống thì kệ nó, hắn ta làm gì vậy? Vực này xem ra rất sâu, rơi xuống thì cầm chắc là cái chết. Miếng thịt ngon như vậy, mất đi thật là tiếc quá. Thôi bỏ đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay trở về triều ca bẩm báo, đại tỷ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta mà. Chắc chắn có nhiều thịt người thơm ngon hơn. Giờ thì xem nơi nào phát ra ánh sáng đó. Có phải là cây nhân sâm chúng ta đang tìm không? Phải đi tìm ngay thôi. Được được, đi thôi. Không ngờ ngài lại tốt như vậy. Sợ tôi chết nên đã lao xuống cứu tôi, để rồi bản thân bị rơi xuống vực sâu. Người tốt như ngài thật sự rất hiếm. Cúng con, may mà mày không sao. Vừa rồi ta cứ sợ mày bị thương, không sao là tốt rồi. Hai con yêu quái đó, vách núi cao như vậy, vách núi cao quá. Cúng con, chúng ta quay về bằng cách nào đây? Ai vậy? Có chuyện gì thế? Sao
Cái gì vậy? Vừa rồi nhất định là nhân sâm ngàn năm đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành. Nếu ta ăn được thì tay trái nhất định sẽ mọc trở lại. Tuy ngài đã cứu tôi, nhưng thứ này đối với tôi quá quan trọng. Đừng trách tôi, tôi đành phải lấy nó từ trong bụng ngài thôi. Mày ngủ đi thôi, ngoan nào. Nào ngủ thôi. Cúng con. Cúng con. Ta không thể xuống tay. Đây là ân công đã cứu ta. Ta không thể lấy oán báo ân được. Thế là hết. Cây nhân sâm đã bị nuốt mất. Đây là cơ duyên của ngài ấy, ta không thể cưỡng cầu. Xem ra hai con yêu quái đó cũng đang đi tìm cây nhân sâm. Ta phải ở đây bảo vệ ngài, coi chừng bị kẻ khác quấy nhiễu. Hát Lan, sao nhìn muội đầy tâm sự vậy? Đúng vậy, muội vốn dĩ chỉ là một con mèo quan, là tiểu thư đã đem muội về phủ nuôi dưỡng. Tiểu thư rất lương thiện và nhân ái, yêu thương động vật, bảo vệ động vật. Ngoài muội ra, chỉ cần nhìn thấy con chim bị thương, tiểu thư cũng đem về chăm sóc cho đến khi nó bay được. Một cô nương tốt như vậy, vì sao lại... Ta biết Hách Lan là người tốt, muội ấy quá lương thiện. Đây cũng là điều khiến ta yêu muội ấy. Hiện giờ muội đang ở trong cơ thể Hách Lan. Nhìn thấy muội cũng như nhìn thấy muội ấy, muội có thể đồng ý với ta đời này sẽ mãi ở bên cạnh ta không? Muội đồng ý không? Muội đồng ý. Muội thật sự rất muốn như vậy. Nhưng mà sao? Lẽ nào muội vẫn muốn bỏ đi hay sao? Không phải. Muội rất muốn ở bên cạnh huynh. Nhưng muội đã nói, thù của tiểu thư một ngày chưa trả thì muội không thể nghĩ đến những chuyện khác được. Nhất định muội phải báo thù, sau đó mới có thể nghĩ đến những chuyện khác. Thừa tướng đã nói, việc này hãy để ngài suy nghĩ kỹ. Chúng ta cứ tạm thời chờ đợi. Muội không chờ được, thật sự không thể chờ được. Chỉ cần nhắm mắt là muội đã nghĩ tới cả gia đình tiểu thư đã chết thê thảm ra sao. Muội nhất định phải báo thù trước. Muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp muội. Muội tin huynh, muội hiểu chứ? Cảm ơn huynh. Nghi sinh, cứ như vậy đi.
Thưa tướng, việc này cứ để thần sẽ làm theo ý ngài. Được. Thật là tội nghiệp. Một cô nương tốt như vậy mà lại bị hại chết. Cao tướng quân còn là người trọng tình nghĩa, thật là hiếm có. Điều khiến ta khâm phục chính là con mèo đó. Để cảm tạ ân nuôi dưỡng của chủ nhân mà biết thế nào là tri ân đồ báo, không tiếc thân mình cho chủ nhân báo thù. Động vật còn như vậy, huống hồ là con người. Lời thừa tướng hình như có ám chỉ điều gì. Nói cho ngươi biết, ngày trước ta cùng thân công báo cùng nhau lên núi học tập. Trên đường ta còn kết nghĩa huynh đệ với hắn. Sau đó Thiên Tôn nói chỉ có thể nhận một trong hai làm học trò, nên ta đã nhường cơ hội đó cho hắn. Thật không ngờ hắn bây giờ lại chọn cách đối đầu với ta. Điều này hạ quan cũng được nghe nói. Thân công báo là kẻ lòng lan dạ sói, cực kỳ hiểm độc. Thật không thể ngờ hắn ta và ngài đã từng kết bái huynh đệ. Nghe thừa tướng nói vậy, hình như vẫn còn nhớ đến hắn. Nhưng loại người đó đối với ngài thật đúng là... Bỏ đi. Mỗi người có một chí hướng khác nhau. Hiện giờ việc làm ta lo lắng nhất chính là Hách Lan cô nương. Hiện giờ cô nương ấy chỉ có một lòng muốn báo thù. Ta là cô nương ấy sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, thừa tướng đã nói với hầu gia. Nhưng hầu gia sợ mang trọng tội, lật đổ tên hôn quân đó. Theo hạ quan thấy, chuyện này phải nhờ thừa tướng nỗ lực hơn ở phía hầu gia. Vật phát sáng đó rốt cuộc là cái gì mà sao chúng ta không tìm được? Đúng thế. Vậy phải làm sao? Đại tỷ đang gọi chúng ta, không tìm thấy thì thôi quay về vậy. Đi thôi. Hai con tiểu yêu cuối cùng cũng đi. May mà ta vẫn cần chút pháp lực. Nếu không cõng ngại trên lưng, e rằng ta cũng chịu không nổi. Nước. Nước. Đây chẳng phải nhà mình sao? Lạ thật. Mình về đây bằng cách nào? Rõ ràng là mình bị rơi xuống vực cơ mà. Lạ thật. Cúng con, mày cũng về rồi à? Nhưng là ai đã cứu chúng ta nhỉ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Kệ thôi, đi rửa mặt cái đã. Ừ.
Sao tự dưng mình khỏe thế này? Cúng con, có phải mày đã cứu ta không? Phải không hả? Sao mình lại quên mất? Nó chỉ là một con cúng con, làm sao nói chuyện được chứ? Làm sao tên tiểu tử này lại cứu mình được chứ? Rốt cuộc là ai đã cứu mình? Không biết là cao nhân hay thần tiên đây nào đã cứu mạng Dương Tiễn tôi. Đại ân này Dương Tiễn không biết báo đáp ra sao. Xin ân công hãy nhận của Dương Tiễn một lại. Xin hãy nhận một lại này. Ân công quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Một việc nhỏ như vậy cũng ghi nhớ trong lòng. Ta ở cạnh ngày ấy thật sự đã thuần hóa được không ít giả tính. Sao cảm giác như vừa có người ở đây thế vậy? Ân công đã có được nhân sâm, vậy ta giúp ngài ấy tìm thử xem có bí quyết tu luyện nào không. Sau này chắc chắn sẽ có ích. Tham kiến đại tỷ. Sao rồi, tìm được chưa? Đại tỷ, chúng ta đi theo hướng đại tỷ nói, nhưng chẳng trông thấy vật gì phát sáng cả. Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi không tìm kỹ xung quanh sao? Đại tỷ, chúng ta lật tung cả núi Quang Minh lên rồi, nhưng vẫn không thấy. Đúng vậy. Không thấy ư? Không thể nào. Cái nhân sâm đó rõ ràng vẫn ở trong núi Quang Minh, không thể không tìm thấy. Trừ khi hai người chưa cố hết sức. Đại tỷ, đại tỷ, chúng đệ, lời đại tỷ dặn dò chúng đệ sao dám không tận lực. Đúng vậy, chúng đệ thật sự đã tìm kiếm rất chăm chỉ, vân vân. Được rồi, hai người đứng lên đi. Tạ ơn đại tỷ. Mau kể lại sự tình cho ta nghe. Phải rồi đại tỷ, trong quá trình tìm kiếm nhân sâm gặp phải một tên thợ săn. Đúng rồi, là một tên thợ săn. Hắn còn đem theo một con chó. Hắn ta dám coi thường bọn đệ, tức không chứ? Vậy người đó vẫn còn ở đó chứ? Hắn ta coi bọn đệ không ra gì, nên bọn đệ đánh hắn rơi xuống vực rồi. Vậy chắc chết rồi đó. Rơi xuống vực sâu như vậy, hắn ta chết chắc rồi còn gì nữa. Đúng vậy. Cao như thế thì to chắc rồi. Đương nhiên. Ta không nghĩ người đó đã chết. Nếu hắn ta ăn được cây nhân sâm đó, thì dù có rơi từ độ cao xuống cũng sẽ không chết, mà còn hồi phục nguyên lực rất nhanh. Dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục. Đại tỷ, ý của tỷ là nếu hắn ta thật sự ăn được cây nhân sâm ngàn năm, thì hai người các ngươi bất luận thế nào cũng phải bắt hắn ta về đây. Sau đó chúng ta chia nhau làm việc có thể tăng cường công lực. Vì vậy bằng bất cứ giá nào cũng phải làm tốt chuyện này cho ta. Tuân mệnh đại tỷ. Vâng thưa đại tỷ. Tốt, đi đi. Vâng. Mà cô nương, tôi về rồi. Tôn công tử, công tử về rồi à? Tôi làm vài món ăn, vết thương công tử vừa lành, phải ăn nhiều một chút. Đây chỉ là cơm rau đạm bạc, xin công tử đừng chê. Mà cô nương đừng nói vậy, tôi mừng còn không kịp nữa là sao có thể chê được. Vậy mang ngồi xuống ăn đi. Mau ăn đi. Cô nương, ăn bánh bao đi. Cảm ơn. Nào, ăn đi. Ăn đi. Ăn nhiều một tí. Mà cô nương quả là một người tốt. Tuy hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng trái tim là rất lương thiện, là người bạn rất đáng tin cậy.
ta còn phải đi tìm thân công báo, chi bằng Tôn công tử, sao công tử không ăn nữa? Có phải do tôi làm không vừa miệng không? Không phải đâu, tôi đang ăn mà. Ma cô cô nương xin lỗi nha, tôi chỉ biết phần mình mà quên mất phần cô. Không sao, tôi không thể nhìn thấy công tử ăn, nhưng tôi có thể nghe thấy. Hơn nữa công tử còn rất ăn nhanh, rất vui vẻ, phải không? Ma cô cô nương, công cô nấu quả thật rất ngon, tôi rất thích. Ma cô cô nương, tôi muốn nhờ cô một việc. Việc gì vậy? Nào, tôi muốn nhờ cô giữ giùm cây gậy phong lôi này. Gậy phong lôi chắc hẳn nó rất quan trọng đối với công tử. Vì vậy cô nương nhất định phải giữ nó cẩn thận giùm tôi. Công tử yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ thật cẩn thận. Cảm ơn cô. Tôn công tử đừng khách khí. Cao Hòa, chúng ta tới chỗ Nam Bá Hầu trước à? Đúng vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà Tây Bá Hầu giao cho trước. Chỉ cần Tây Kỳ và Nam Bá Hầu kết giao là chúng ta có thể báo thù cho gia đình Hách Lang rồi. Một đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, một thật sự không thể chờ thêm nữa. Cẩn thận! Yêu quái, ngươi đến đây làm gì? Ngươi nói ta là yêu quái, vậy còn ngươi? Chẳng có việc gì, chỉ là ta nhớ các ngươi nên quay lại thăm các ngươi thôi. Nhìn phía sau xem. Thả quân ấy ra. Thả hắn ta ra cũng được thôi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Đó là giúp bọn ta giết chết Khương Tử Nha. Giết Khương Tử Nha hả? Không được. Khương Tử Nha pháp lực cao cường như vậy, ta không phải là đối thủ. Được, ngươi không giết chết Khương Tử Nha, vậy thì chúng ta dùng mạng của tên này trao đổi. Đợi đã, chỉ cần các người đừng làm hại quân ấy, điều kiện gì ta cũng đồng ý. Được, vậy bọn ta ở đây đợi ngươi. Đi sớm về sớm, biết chưa? Biết rồi. Hách Lang, Chiêu đệ nói cô ta đi tìm gậy phong lôi, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về. Chỉ vì gậy phong lôi của con mà sư mẫu phải đích thân đi tìm. Sư thúc, con thật sự rất áy náy. Việc này lẽ ra con phải đích thân làm mới phải. Đã là người một nhà, còn khách khí làm gì nữa? Hơn nữa hiện nay con không còn gậy phong lôi, không thể thi triển pháp lực, để con đi không phải rất nguy hiểm sao? Con đều do con bất cẩn mới để tên lùng đó lấy mất gậy lôi phong. Con mà tìm được hắn, nhất định sẽ không tha cho hắn. Đúng vậy. Xin thừa tướng cứu mạng. Cứu mạng! Đã xảy ra chuyện gì? Trên đường tới chỗ Nam Bá Hầu, tôi và Cao Hòa gặp phải bọn thân công báo. Bọn chúng đã bắt Cao Hòa rồi. Cái gì? Bắt Cao tướng quân à? Cô không cứu tướng quân đi còn đến đây làm gì? Vì bọn chúng bắt tôi phải giết chết Khương thừa tướng. Bọn chúng quả nhiên ngày càng lộng hành. Vậy tại sao cô lại nói với ta chuyện này? Vì tôi đã biết được chân tướng mọi chuyện. Tôi tin tôi không đánh được ngài, nên mới quay về xin ngài giúp đỡ. Chỉ có như vậy mới cứu được Cao Hòa. Ta hiểu rồi. Ở đâu? Con dẫn ta tới đó. Sư thúc, con cũng đi. Ta nghĩ là sư thúc, con, sư thúc để con đi cùng với. Tôi không còn gậy phong lôi, nhưng gậy phong lôi của con chưa biết chừng đang nằm trong tay bọn thân công báo. Lần này đi chưa biết chừng lại đòi được gậy về. Vậy được, chúng ta cùng đi. Đi thôi. Đợi đã, đây là đâu? Ở phía trước. Đợi đã, nơi này rất kỳ lạ. Long Môn Trận. Xem ra ngươi cũng biết điều đấy.
Đắc Kỷ, thân công báo Thanh Thanh. Khương Tử Nha, ngươi đến tìm chỗ chết hả? Tại sao các ngươi lại bày ra trận pháp ở đây? Ngươi nghĩ bọn ta ngốc lắm sao? Sao ngươi đi giết Khương Tử Nha? Chính là để ngươi dẫn hắn ta đến đây. Bọn ta thừa biết ngươi bây giờ không thể giết được Khương Tử Nha. Không sai. Cho nên chúng ta đã bày môn trận chính là tại nơi này. Mục đích chính là muốn Khương Tử Nha đến nộp mạng. Thật không ngờ lại bất ngờ được thêm một lôi chấn tử. Các con yêu quái các ngươi mau trả gậy phong lôi cho ta. Được rồi, lôi chấn tử, số chết của ngươi sắp đến rồi, không bằng cứ giao gậy phong lôi của ngươi cho ta. Còn nữa, ta còn có thể phát triển phong lôi trận của ngươi trở nên cường đại. Vô liêm sỉ,